Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự tối nay, thứ ba ngày 22 tháng 10 của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chương trình có những nội dung đáng chú ý sau đây. Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức hội nghị tuyên dương người nộp thuế tiêu biểu năm 2018 và đối thoại với doanh nghiệp năm 2019. Trung tâm dịch vụ việc làm tỉnh giới thiệu và tạo việc làm cho trên 18.000 người. Buông lỏng quản lý đất đai gây hậu quả nghiêm trọng ở xã Tân Lập. Kịp thời phát hiện bắt giữ các đối tượng chuyên trộm cắp tài sản tại trụ sở Ủy ban nhân dân xã. Thưa quý vị và các bạn, trong ngày làm việc thứ hai của kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa 14, sau phiên làm việc tại hội trường, các đại biểu thảo luận tại tổ về tình hình phát triển kinh tế, xã hội và một số nội dung quan trọng khác. Ông Đỗ Tiến Sĩ, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hưng Yên, đồng chủ trì thảo luận tại tổ 8 gồm các đoàn Hưng Yên, Bắc Ninh, Bến Tre, Đắk Nông. Cùng dự có Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an. Hầu hết ý kiến đại biểu Quốc hội khẳng định, mặc dù đối diện với nhiều khó khăn, thách thức, song năm 2019 tiếp tục là năm đạt được những chuyển biến tích cực, toàn diện trên nhiều lĩnh vực kinh tế xã hội. Là năm thứ hai có tốc độ tăng trưởng khá, đạt tương đối đồng bộ các mục tiêu tổng quát đã được Quốc hội đề ra. Kinh tế vĩ mô ổn định, vững chắc hơn, các cân đối lớn của nền kinh tế được cải thiện, chính sách tiền tệ được điều hành hiệu quả, giữ ổn định thị trường ngoại tệ, tỷ giá. Dự trữ ngoại hối tiếp tục tăng mạnh, hệ số tín nhiệm quốc gia được cải thiện, đặc biệt Việt Nam được quốc tế đánh giá là nước cải thiện tốt nhất về năng lực cạnh tranh toàn cầu. Về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2020, nhiều đại biểu đề nghị kiểm soát chặt chẽ tăng trưởng tín dụng với lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro, chú trọng phát triển nền tài chính toàn diện, chấn chỉnh xử lý nghiêm sai phạm trong quản lý đất đai, quản lý cháy nổ, bảo vệ môi trường, tiếp tục đẩy mạnh công tác đấu tranh phòng ngừa tội phạm, nhất là tội phạm có yếu tố nước ngoài, tội phạm về ma túy, ngăn chặn xử lý nghiêm các đường dây tín dụng đen, chủ động phòng ngừa những bất ổn về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, xử lý vấn đề ô nhiễm môi trường nghiêm trọng ở các thành phố đô thị, tiếp tục rà soát nội dung cam kết trong các hiệp định thương mại tự do FTA, điều chỉnh chính sách đầu tư phù hợp để tận dụng cơ hội từ hiệp định FTA. Thưa quý vị và các bạn, chiều nay, dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Văn Phóng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức hội nghị tuyên dương người nộp thuế tiêu biểu năm 2018 và đối thoại doanh nghiệp năm 2019 chuyên đề về thuế và hải quan. Cùng dự hội nghị có đồng chí Đặng Ngọc Quỳnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh, lãnh đạo Cục Thuế, Chi cục Hải quan Hưng Yên và hơn 100 doanh nghiệp tiêu biểu, đại diện cho hơn 1.500 doanh nghiệp đang hoạt động sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh. Sau khi nghe báo cáo kết quả phát triển kinh tế xã hội, thu hút đầu tư, phát triển công nghiệp dịch vụ, thu ngân sách năm 2018, 9 tháng năm 2019 của tỉnh, đại diện một số doanh nghiệp rất phấn khởi, đặc biệt là những chuyển biến trong cải cách thủ tục hành chính, tiếp nhận dự án cho thuê đất của tỉnh, thủ tục kê khai, nộp các sắc thuế của ngành thuế và chi cục hải quan Hưng Yên tạo thuận lợi cho doanh nghiệp triển khai dự án sản xuất kinh doanh. Tuy nhiên, lãnh đạo một số doanh nghiệp cũng tỏ ra băn khoăn về các thủ tục ngành thuế hải quan gây trở ngại cho đơn vị hoạt động trong xuất nhập khẩu, kê khai nộp các khoản thuế, thủ tục thuê đất. Hiện nay còn một số chi cục, cái này thì không biết lỗi về kỹ thuật hay lỗi về cái việc tắc trách trong quản lý. Tuy nhiên tôi là một cái đơn vị cũng báo cáo là chưa bao giờ lợn thuế một đồng, bởi vì bản thân đối với chi nhánh xã Hưng Yên một năm chúng tôi lợn chuyển tiền khoảng trên 2.000 tỷ, tức là một tháng khoảng 200 tỷ, thì việc lộ ngân sách đối với chúng tôi với mấy chục tỷ thì không phải là một yếu tố vấn đề về tiền. Tôi đề nghị là trước khi các anh gửi văn bản có thể những cái cuộc điện thoại trao đổi trước, tránh cái tình trạng là chúng ta khi đã gửi văn bản rồi thì đương nhiên chúng tôi cũng phải có văn bản kèm theo những cái chứng minh những cái việc mà bản thân chúng tôi đã hoàn thành nghĩa vụ đối với nhà nước. Chúng tôi là doanh nghiệp tới 60% là xuất khẩu sang thị trường Mỹ, thì hiện tại bây giờ chúng tôi đang thấy là nhô sang thị trường Mỹ bị đánh thuế 5%, kể cả là nhôm sản xuất trong nước, trong khi đó các sản phẩm và lắp ráp từ nhôm thì không được đánh thuế. Vậy chúng tôi có kiến nghị là
hỗ trợ xuất khẩu thì phải không được đánh thuế xuất khẩu, nhưng chúng ta lại có đánh thuế xuất khẩu. Vì vậy chúng tôi rất là mong muốn là để tạo cho doanh nghiệp có tính cạnh tranh với thị trường Trung Quốc. Hiện tại bây giờ đang có chiến tranh thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc, doanh nghiệp Việt Nam rất có cơ hội. Tuy nhiên mà chúng tôi đánh giá là có một vài điểm mà có thể là Bộ Tài chính không nhìn ra, mà chính doanh nghiệp chúng tôi đang mất thế cạnh tranh 5% với thị trường Mỹ và Trung Quốc. Đại diện lãnh đạo Cục Thuế tỉnh đã nghiêm túc nhận lỗi về một số thiếu sót của ngành trong quá trình hướng dẫn tuyên truyền cho các doanh nghiệp kê khai nộp các sắc thuế. Thay mặt Cục Thuế, tôi xin lỗi các quý vị về những nhầm lẫn sai sót đó. Và trong quá trình tác nghiệp thì tôi vẫn chỉ đạo của bậc chuyên môn là thông báo đầy đủ người nộp thuế về phần thuế nợ bằng email, điện thoại trước khi ban hành thông báo 07 và đặc biệt là trước khi cưỡng chế nợ thuế. Phải gửi đến người nợ thuế tất cả các thông tin, và khi người nợ thuế có thông tin phản hồi thì phải đối chiếu. Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phóng biểu dương các ý kiến đóng góp thẳng thắn có trách nhiệm của doanh nghiệp để môi trường đầu tư của tỉnh và quá trình cải cách thủ tục thuế hải quan được triển khai tốt hơn, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp hoạt động. Đại diện công ty xăng dầu nói là có phần 4%, cái thị phần đó là họ nộp thuế ở tỉnh khác. Để giải thích là cái câu chuyện này là thuế chưa trả lời tôi câu đó. Thì tôi nhiều lần tôi hỏi có tại sao bây giờ là của anh nộp có 50% thị phần mà nộp nhiều thuế đấy, thế còn tại sao 50% còn lại là của doanh nghiệp tư nhân mà tại sao không nộp thuế về tỉnh hay là trốn thuế? Thì thanh tra thì tay về trả lời tôi là không có gì cả. Đi thanh tra cả đoàn, mấy đoàn đi về hai bàn tay trắng, kiến nghị nộp thuế đấy, truy thu thuế đấy. Trong khi đó hỏi sở khoa học thì bảo là cây xăng đã niêm yết kẹp chì đồng hồ điện tử vân vân, đề nghị tài nguyên rồi kế hoạch đặc biệt quan tâm cho chi nhánh xăng dầu Hưng Yên được mở rộng mạng lưới. Chỗ này là cho anh em là về làm lưu ý là trước khi phạt, trước khi khẳng định là doanh nghiệp A doanh nghiệp B nợ thuế thì làm rất là kỹ cái này. Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu các sở ngành chức năng, đặc biệt là Cục Thuế tỉnh, Chi cục Hải quan Hưng Yên tiếp thu đầy đủ các ý kiến của doanh nghiệp, tiếp tục tham mưu cho tỉnh để sớm giải quyết các kiến nghị của doanh nghiệp tại buổi đối thoại. Với các ý kiến vượt thẩm quyền của đơn vị, địa phương cần tổng hợp để gửi các bộ ngành trung ương trả lời cho doanh nghiệp. Chủ tịch UBND tỉnh cũng ghi nhận sự nỗ lực cố gắng của các doanh nghiệp, doanh nhân đã phát huy tinh thần tự lực tự cường vượt qua khó khăn, tìm kiếm nắm bắt nhu cầu thị trường, nâng cao chất lượng sản phẩm, đẩy mạnh phát triển sản xuất kinh doanh, đồng thời hoàn thành tốt nghĩa vụ thuế với nhà nước, góp phần quan trọng vào kết quả thu ngân sách của tỉnh năm 2018 với tổng thu 13.229 tỷ đồng, vượt 10% so với dự toán Hội đồng Nhân dân tỉnh giao và tăng 10,1% so với năm trước. Chủ tịch UBND tỉnh cho biết năm 2019 là năm thứ 3 tỉnh Hưng Yên thực hiện tự cân đối ngân sách. Vì vậy, cùng với tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, thu hút và khơi thông vốn đầu tư phát triển, tăng cường quản lý thu chi ngân sách nhà nước, tỉnh sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp phát triển sản xuất kinh doanh để có nguồn thu và đóng góp nhiều hơn nữa cho sự phát triển của tỉnh, đặc biệt là trong lĩnh vực thu ngân sách nhà nước. Thay mặt Ủy ban Nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Phóng và lãnh đạo Cục Thuế tỉnh trao bằng khen của Bộ Tài chính, Ủy ban Nhân dân tỉnh, giấy khen của Tổng cục Thuế và Cục Thuế tỉnh cho 116 tập thể và cá nhân có thành tích tiêu biểu trong nộp ngân sách nhà nước năm 2018. Ngày 21 tháng 10, đoàn đại biểu thành phố Nikaho, Nhật Bản do ông Yuji Ichikawa, thị trưởng thành phố làm trưởng đoàn, đã đến thăm và làm việc tại tỉnh Hưng Yên. Tiếp và làm việc với đoàn có đồng chí Nguyễn Duy Hưng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Cùng dự có đồng chí Phạm Thị Tuyến, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và lãnh đạo một số ngành. Tại buổi tiếp, hai bên đã cùng nhau trao đổi về những tiềm năng lợi thế trong hợp tác đầu tư và xây dựng mối quan hệ hữu nghị giữa tỉnh Hưng Yên và thành phố Nikaho. Đặc biệt, vừa qua, tỉnh Hưng Yên và thành phố Nikaho đã ký một số biên bản ghi nhớ về hợp tác ở một số lĩnh vực như giáo dục, văn hóa, thể thao. Hai bên cũng mong muốn tăng cường trao đổi giao lưu trên các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, thể thao. Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Duy Hưng nhấn mạnh, hiện nay các doanh nghiệp Nhật Bản đầu tư trên địa bàn tỉnh hoạt động rất hiệu quả, góp phần vào sự phát triển chung của tỉnh.
trong thời gian tới, tỉnh Hưng Yên và thành phố Nikaho sẽ từng bước thực hiện các nội dung hai bên đã ký kết, từ đó góp phần đưa quan hệ hợp tác hữu nghị giữa tỉnh Hưng Yên và thành phố Nikaho ngày càng phát triển tốt đẹp. Trước thực trạng hiện nay đang tồn tại khá nhiều điểm tập kết rác thải nằm ven quốc lộ, gây ảnh hưởng trực tiếp đến môi trường sống, làm mất mỹ quan, thậm chí là ảnh hưởng trực tiếp đến giao thông và cả môi trường đầu tư của tỉnh. Sáng nay, đồng chí Bùi Thế Cử, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, đi kiểm tra thực tế, tìm giải pháp xử lý trên địa bàn huyện Yên Mỹ. Kiểm tra thực tế tại 3 điểm tập kết rác thải ven đường tại thị trấn Yên Mỹ, xã Lưu Xá, xã Yên Phú. Đây là 3 điểm không chỉ thường xuyên gây ô nhiễm môi trường mà còn thường xuyên có tình trạng đốt gây ra khói bụi, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của người dân và khu công nghiệp. Riêng với điểm tập kết tự phát thuộc thôn Bình Phú, xã Yên Phú đã tồn tại từ nhiều năm nay. Có thời điểm rác ở đây còn đổ tràn lan trên lòng lề đường 379, gây mất mỹ quan và cản trở giao thông. Thậm chí điểm tập kết này còn làm ách tắc hệ thống mương tiêu thoát nước của thôn. Hơn nữa, nước bẩn chảy vào ruộng canh tác của người dân. Tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cho rằng, để xảy ra tình trạng trên có một phần nguyên nhân là các địa phương, các ngành chưa tích cực, chưa sâu sát trong chỉ đạo quản lý. Vì vậy, yêu cầu trước mắt, huyện Yên Mỹ phối hợp với các ngành chức năng rà soát lại các điểm chôn lấp đã được quy hoạch, tiếp tục khai thác, cần thiết nâng cao công suất xử lý, chấm dứt ngay việc đổ rác tại thôn Bình Phú, xã Yên Phú, đồng thời có kế hoạch di chuyển hai điểm tập kết rác ven đường thuộc thị trấn Yên Mỹ và xã Lưu Xá trước ngày 31 tháng 12 năm 2019, khẩn trương tìm điểm quy hoạch bãi chôn lấp xử lý chung của huyện. Các cơ quan chức năng tăng cường xử lý vi phạm, không để tình trạng doanh nghiệp đổ trộm rác thải công nghiệp tiếp diễn. Về lâu dài, Sở Tài nguyên và Môi trường sớm đề xuất phương án xử lý rác tập trung trình Ủy ban Nhân dân tỉnh. Ngày 22 tháng 10, Hội Đông y tỉnh tổ chức hội nghị giao ban cụm Đông y số 3. Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Duy Hưng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Dược sĩ chuyên khoa 1 Phạm Hinh, Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội Đông y Việt Nam. Hội Đông y cụm số 3 gồm 5 tỉnh thành phố Hà Nội, Hải Dương, Hưng Yên, Phú Thọ, Vĩnh Phúc. Mỗi năm có hàng trăm nghìn lượt bệnh nhân được chữa bệnh tại các tỉnh Hội Đông y. Các mặt bệnh thường chữa trị hiệu quả bằng Đông y như phục hồi sau tai biến liệt nửa người, bệnh phong tê thấp, hen suyễn, vị quản thống, tỳ vị hư nhược. Tuy nhiên, cụm Đông y số 3 vẫn còn hạn chế trong việc lên kế hoạch phát triển bền vững các loại thuốc nam, việc thu hái còn tùy tiện, môi trường manh mún nhỏ lẻ. Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Nguyễn Duy Hưng đề nghị Hội Đông y các tỉnh thành phố cần chú trọng xây dựng các cấp hội đông y, đặc biệt là cấp xã, phường để đông y đến gần với người dân, tiếp tục quán triệt và thực hiện chỉ thị số 24 CTTU của Ban Bí thư Trung ương Đảng ngày 4 tháng 7 năm 2008 về phát triển nền đông y Việt Nam và Hội Đông y Việt Nam trong tình hình mới, chuẩn bị tốt các điều kiện để tổ chức đại hội đông y các cấp, tích cực sưu tầm thừa kế, tập hợp những bài thuốc hay, phương thức chữa bệnh hiệu quả, chú trọng đào tạo chuyên môn cho cán bộ hội viên bằng các hình thức phù hợp. Ngày 21 tháng 10, Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức hội nghị đầu bờ đánh giá kết quả mô hình sản xuất cây đinh lăng và cây cà gai leo. Dự án do Trung tâm Thực nghiệm Sinh học Nông nghiệp Công nghệ cao thuộc Viện Di truyền Nông nghiệp chủ trì thực hiện từ đầu năm 2017. Đơn vị chủ trì dự án đã tiến hành xây dựng mô hình sản xuất cây đinh lăng với quy mô 1 hectare tại xã Việt Hưng, huyện Văn Lâm và mô hình sản xuất cây cà gai leo tại xã Vĩnh Xá, huyện Kim Động với diện tích 2,2 hectare. Kết quả cho thấy cây đinh lăng và cây cà gai leo sinh trưởng và phát triển tốt, bước đầu cho hiệu quả cao. Dự án góp phần phát triển mở rộng diện tích cây dược liệu theo quy mô hàng hóa, tạo thành vùng nguyên liệu cho các công ty dược, hóa mỹ phẩm, từ đó nâng cao hiệu quả kinh tế cho người sản xuất. Từ đầu năm 2019 đến nay, Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh đã tổ chức được 18 phiên giao dịch giới thiệu và tư vấn về việc làm học nghề cho trên 18.000 người. Trong đó đã giới thiệu việc làm trong nước cho trên 16.000 người, tăng gần 2.000 người so với cùng kỳ năm 2018, đạt 81% kế hoạch năm 2019. Xuất khẩu
2.800 lao động sang các nước Hàn Quốc, Nhật Bản, Đài Loan, Malaysia. Nhằm giúp người lao động trong tỉnh tìm được việc làm, Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh đã có nhiều đổi mới. Bên cạnh việc tổ chức các hoạt động tuyên truyền, tổ chức các buổi tư vấn, tọa đàm, hội thảo trực tiếp với người lao động, Trung tâm còn tổ chức phiên giao dịch việc làm online phối hợp với các cơ sở đào tạo nghề trên địa bàn tỉnh, các tổ chức đoàn thể tư vấn dạy nghề theo nhu cầu thị trường, nghiên cứu thông tin về thị trường lao động trong và ngoài nước, tích cực kết nối với các doanh nghiệp giải quyết việc làm cho lao động trên địa bàn tỉnh. Trong khi các địa phương trên địa bàn tỉnh quyết liệt xử lý những vi phạm đất đai theo kế hoạch 93A của Ủy ban Nhân dân tỉnh, thì tại xã Tân Lập, huyện Yên Mỹ, do buông lỏng quản lý, bất chấp các quy định pháp luật về quản lý đất đai, lãnh đạo xã đã tiếp tay cho hoạt động mua bán đất trái thẩm quyền có dấu hiệu trục lợi bất chính hàng tỷ đồng. Sự việc đã gây bức xúc trong dư luận quần chúng nhân dân trong thời gian dài. Theo phản ánh của người dân xã Tân Lập, trong nhiều năm qua, hàng nghìn mét vuông đất nông nghiệp, đất công tại các thôn Lưu Hạ, Nho Lâm đã bị bán trái thẩm quyền. Việc mua bán đất trái thẩm quyền ở đây diễn ra tràn lan khắp các thôn xóm. Cụ thể, tại khu ao làng thôn Lưu Hạ, vốn là ao cá Bác Hồ có diện tích khoảng 6.000 mét vuông, cũng được Ủy ban Nhân dân xã Tân Lập phân lô bán trái thẩm quyền. Cụ thể, khoảng 3.000 mét vuông đã bị cắt cho thuê làm xưởng may, 3.000 mét vuông còn lại được phân thành 33 lô đất và bán cho nhiều cá nhân khác. Đáng lưu ý, trong số những người mua đất bị bán trái thẩm quyền có cả Chủ tịch xã Tân Lập Nguyễn Đình Khánh, Bí thư xã Đỗ Xuân Sang, Kế toán xã Trần Thị Vịnh và các con cháu họ hàng của cán bộ xã, thôn. Nếu mà đúng ra mà đấu thầu hồi là chỉ có thả cá và lui bèo, chứ còn không có gì cả. Mà bây giờ bán các ô đây là cũng lấy tên của ông Trần Thế Hưng là bán đi. Thế thì ông Trần Thế Hưng này là người như thế nào mà lại có quyền đấu thầu mà lại trở thành coi như thế nào bán được đất của nhà nước? Không dừng lại ở đấy, tại khu đất Mẫu Tư và khu đồng mía thôn Lưu Hạ có gần 1.500 mét vuông đã bị các cán bộ thôn xã chia thành hàng chục thửa đất và tổ chức bán trái thẩm quyền vào năm 2010 và 2014 cho các hộ dân. Mỗi thửa đất được bán với giá hàng trăm triệu đồng. Năm 2016, cũng tại khu đất Đồng Mía, hơn 500 mét vuông đất nông nghiệp cũng bị cắt bán cho hai hộ dân là bà Đỗ Thị Hiền và ông Nguyễn Văn Phú. Sau khi bán, Ủy ban Nhân dân xã Tân Lập đã tạo điều kiện để chuyển đổi diện tích đất này thành đất thổ cư. Hiện nay các hộ đều đã xây nhà kiên cố. Trong khi các đoàn thanh tra đang làm việc về những sai phạm của Tân Lập, thì Ủy ban Nhân dân xã vẫn ngang nhiên để công ty trách nhiệm hữu hạn Hoàng Phát xây dựng nhà xưởng với diện tích gần 800 mét vuông tại khu Đồng Dộc thuộc địa bàn thôn Nho Lâm và giao đất tái định cư cho 7 hộ gia đình mà chưa được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Thậm chí còn buông lỏng quản lý để công ty Hồng Nhất tự ý san lấp lấn chiếm gần 1.400 mét vuông đất nông nghiệp do xã quản lý. Thế thì hỏi người dân thì chỉ có đổ thùng rác sai phạm là cũng đã cho dân quân ra để ngăn chặn người dân rồi. Mà cái tập thể rồi cá nhân sai phạm hàng loạt hàng chục nghìn mét vuông đất mà lại bảo là không biết, lại đổi cho coi như là thôn không báo cáo thì chúng tôi thấy rất vô lý. Bây giờ hiện giờ là được 4-5 hộ là đang xây mới đang xây, hai hộ đang mới xây lại, còn đã xây cũ là mấy cái rồi, 1-2-3 cái là xây cũ rồi. Trước những sai phạm nghiêm trọng của Ủy ban Nhân dân xã Tân Lập, Ủy ban Nhân dân huyện Yên Mỹ đã thành lập đoàn thanh tra tiến hành xác minh. Đến ngày 30 tháng 5 năm 2019, Ủy ban Nhân dân huyện Yên Mỹ đã ban hành kết luận số 07. Theo đó, kết luận nêu rõ những kiến nghị tố cáo của người dân là hoàn toàn có cơ sở. Ủy ban Nhân dân huyện đề nghị Ban Thường vụ huyện ủy xem xét chỉ đạo kiểm điểm, xử lý kỷ luật theo thẩm quyền đối với Đảng ủy xã Tân Lập giai đoạn 2010-2015, 2015-2020. Cá nhân Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã giai đoạn 2010-2015 và 2015-2020. Thực chất là xã bán khu đất ao cá Bác Hồ là trái thẩm quyền. Ông Hưng mày bây giờ lại tự nhiên lại lấp cái khu ao ấy xong lại bán lại cho ông Sang thì thế đó thì câu chuyện nó rất là dở vậy. Thế thì xã nó là buông lỏng quản lý, xã nó bây giờ nó phải chịu trách nhiệm trong việc đấy. Kết luận của Ủy ban Nhân dân huyện Yên Mỹ cũng xác định rõ trách nhiệm của từng thôn, tập thể, Ủy ban Nhân dân và cá nhân cán bộ liên quan, đồng thời khắc phục các sai phạm đã nêu.
Thông qua các phong trào những năm qua, các cấp hội phụ nữ huyện Văn Giang đã có nhiều việc làm thiết thực trong công tác bảo vệ môi trường và tạo cảnh quan thôn xóm. Hiện hội phụ nữ các cấp trong huyện đã thành lập được 85 tổ đội dọn vệ sinh môi trường ở tất cả các xã thị trấn vào thứ Bảy hàng tuần hoặc 2 lần trên tháng. Chị em trực tiếp là những thành viên duy trì thực hiện việc phân loại rác thải tại hộ gia đình, nhận và đảm nhiệm gần 100 tuyến đường tự quản tại các khu dân cư. Toàn huyện còn thành lập được 15 câu lạc bộ thu gom phế liệu sạch, 3 câu lạc bộ 503 sạch. Cùng với đó, các cấp hội còn là nòng cốt của nhiều địa phương trong việc thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Trồng hoa tạo cảnh quan tại các thôn khu phố, trụ sở Ủy ban nhân dân xã, nghĩa trang liệt sĩ. Hiện chị em cũng thực hiện trồng được 33 km đường hoa phụ nữ. Vừa qua tại nhà văn hóa trung tâm tỉnh Hưng Yên, Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Hưng Yên tổ chức liên hoan giai điệu tuổi Hồng năm 2019 cho hai cấp tiểu học và trung học cơ sở. Liên hoan giai điệu tuổi Hồng thành phố Hưng Yên thu hút đông đảo học sinh của các trường trung học cơ sở, tiểu học trên địa bàn thành phố tham gia với gần 100 tiết mục đặc sắc thuộc ba nội dung ca, múa, nhạc. Hai cấp học trung học cơ sở và tiểu học thi riêng trong hai ngày 19 và 21 tháng 10. Có nhiều tiết mục được dàn dựng công phu, thể hiện sự đầu tư tập luyện như tiết mục múa sóng lụa ven đô của trường trung học cơ sở Nguyễn Quốc Ân, tiết mục hát múa cây đa quán dốc của trường tiểu học Hoàng Lê, tiết mục hát con cò của em học sinh trường trung học cơ sở Trung Nghĩa. Kết thúc chương trình, ban tổ chức đã trao 6 giải nhất, 12 giải nhì, 24 giải ba cho các tiết mục thể hiện tốt nhất từng phần thi ca múa nhạc của hai cấp học. Đồng thời, trao giải nhất toàn đoàn cho đơn vị trường trung học cơ sở Lê Lợi và trường tiểu học Nguyễn Huệ. Thời gian qua, tại nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh Hưng Yên, trong đó có một số xã thị trấn thuộc huyện Khoái Châu đã xảy ra tình trạng kẻ gian đột nhập vào các cơ quan công sở, trong đó có trụ sở Ủy ban nhân dân các xã thị trấn, lấy đi nhiều tài sản giá trị như tiền, máy vi tính. Trước tình hình trên, thực hiện chỉ đạo của Giám đốc Công an tỉnh, Công an huyện Khoái Châu đã triển khai các biện pháp phòng ngừa đấu tranh với các hành vi trộm cắp tài sản tại công sở. Vào khoảng 4 giờ ngày 17 tháng 10 năm 2019, Tổ công tác Công an huyện Khoái Châu phối hợp với Công an xã Đông Kết phát hiện hai nam thanh niên có nhiều biểu hiện nghi vấn. Tiến hành kiểm tra, Tổ công tác xác định được tên tuổi và địa chỉ của hai thanh niên trên là Bạch Văn Quang, sinh năm 1990, trú tại thôn Đồng Văn, thị trấn Đồng Văn, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam, và Lê Văn Tuyến, sinh năm 1994, trú tại xóm 1, xã Nga Trường, huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa. Quá trình kiểm tra phát hiện Quang có đeo một túi sách màu nâu, bên trong có khoảng hơn 100 triệu đồng. Kiểm tra trong người Tuyến có tổng số tiền gần 9 triệu đồng. Tại cơ quan điều tra, qua đấu tranh, Quang và Tuyến thừa nhận số tiền trên vừa trộm cắp được tại Ủy ban nhân dân xã Tân Châu. Qua điều tra xác minh được biết, vào chiều ngày 16 tháng 10 năm 2019, lợi dụng sơ hở của bảo vệ cơ quan, Tuyến và Quang đã đột nhập vào Ủy ban nhân dân xã. Chúng đã phá khóa, cậy cửa, đột nhập vào các phòng ban để trộm cắp tiền. Quá trình xác minh ban đầu xác định số tiền các đối tượng trộm cắp được tại Ủy ban nhân dân xã Tân Châu vào khoảng 130 triệu đồng. Qua đấu tranh, các đối tượng khai nhận trước đó đã đột nhập vào 8 trụ sở Ủy ban nhân dân xã trên địa bàn tỉnh Hưng Yên và tỉnh Thái Bình trộm cắp số tiền gần 250 triệu đồng. Được biết, Quang từng có tiền án về tội trộm cắp tài sản. Hiện Công an huyện Khoái Châu đang củng cố hồ sơ để đưa Quang và Tuyến ra xử lý trước pháp luật, đồng thời tiếp tục đấu tranh mở rộng vụ án. Quý vị và các bạn thân mến, chương trình thời sự hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.